À, xin chào tất cả các bác. Hôm nay trời nó hơi mưa gió. Nay là ngày thứ 6, ngày 12 tháng 8, tức là hôm nay là ngày đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đấy, thì thực ra bên mình cũng mới về một số các dòng sản phẩm của hãng Takayuki của Nhật. Thì như lần trước mình cũng đã có trao đổi, tức là bên mình cũng đã làm gọi là đại lý chính hãng của hãng Takayuki của Nhật tại Việt Nam. Đó, chính vì thế cho nên là những cái dòng sản phẩm của Takayuki sắp tới sẽ xuất hiện rất là nhiều, và cũng như là các bác có thể rất là yên tâm khi mà mua từ Katana, bởi vì bên mình là có chính sách bảo hành. Đấy, hàng chính hãng các bác. Đấy, cho nên là có chính sách bảo hành. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bác một số các dòng sản phẩm của Takayuki. Đấy, bên Nhật mới gửi về cho mình một số mẫu nên mình cũng muốn giới thiệu luôn. Đây, cái hộp của nó sẽ là như thế này đây. Đó, hộp nó sẽ như này các bác nhé. Đấy, Takayuki này, Damascus VG10 này, thép VG10 này, Made in Japan này. Đó. Và ở đây nó sẽ có cái cạnh của nó này, nó sẽ có là ví dụ như ghi đây là ghi là 33 lớp. Đấy, các bác thấy không? Đó. Vỏ thì rất đơn giản thôi, như bao con dao Nhật Bản khác. Đó. Khi mở ra thì nó sẽ như thế này. Tất cả những cái sản phẩm mình giới thiệu ở đây nó sẽ có link ở dưới nhé. Các bác nào muốn mua thì có thể xem thêm phần mô tả ở phía dưới video này để cho các bác có thể biết thêm về một số các sản phẩm. Ok, mình sẽ giới thiệu từ đâu nhỉ? Từ trái có phải, thì phải có trái nhỉ? Thôi, từ con nhỏ đi. Đó. Thì đây là dòng Petty. Đây, Petty 80mm. Đó, các bác thấy không ạ? 80mm và 33 lớp Damascus. Đấy. Product Sakai, Takayuki. Thực ra là cái Sakai có nghĩa là tên một cái huyện ở bên Nhật. Cái huyện này thì rất là nổi tiếng về rèn. Ở bên mình giống như bên mình có mấy cái làng rèn như kiểu Phúc Sen, rồi thì là đâu nhỉ, Đa Sĩ vân vân, đúng không ạ? Cái đấy bác biết rồi. Đấy, thì đây ví dụ như là ở đây là có hai con Petty mới về 33 lớp, mình sẽ giới thiệu qua các bác. Đấy, trông rất là nhỏ như này thôi. Đó, thế nhưng mà rất là chắc chắn, đúng không ạ? Rất chắc chắn luôn. Ở đây cũng có hai cái đinh ở đây tán vào, và các bác thấy không, cái phần mà thân dao nó kéo dài, nó nối với cả cái phần chuôi dao này, nó kéo dài đến tận đáy luôn, đáy con dao luôn. Đó, cầm cảm giác cầm rất thích. Thực ra một đầu bếp mà chỉ cần cầm một con dao này nó rất là thích này, làm rất nhiều thứ. 33 lớp thép ở đây có nghĩa là gì? Đấy, để mình giới thiệu qua lại cho một số bác mà chưa biết về 33 lớp thép. 33 lớp thép đây có nghĩa rằng là một cái miếng thép ấy, thì người ta sẽ gấp làm đôi, xong tiếp theo gấp làm đôi nữa. Đây mình lấy ví dụ như là một cái tờ giấy như này. Một tờ giấy như này. À đấy, ở trong các con dao đều nó có cái giấy gọi là hướng dẫn sử dụng các bác nhé. Đấy, rất là chi tiết tỉ mỉ. Thực ra bây giờ mà bảo hướng dẫn sử dụng thì gần như là con dao thì có gì phải hướng dẫn sử dụng đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta vẫn ghi hướng dẫn sử dụng. Ở đây ví dụ mình đọc cho các bác xem nhé. Đọc tiếng Nhật luôn cho nó ấy này. Ví dụ như là không được sử dụng ngoài mục đích nấu ăn này. Đấy. Rồi thì là con dao này sử dụng thép của Nhật. Đó, thép rèn trực tiếp của Nhật đấy. Thế cho nên là vẫn có khả năng là gì? Cho nên sau khi sử dụng các bạn nhớ phải lau khô và bảo quản nơi khô ráo. Đấy, để phòng trường hợp tối đa là bị gì. Đấy, rồi thì là không cố gắng gõ hay là cắt những thực phẩm quá cứng. Đấy. Và rồi thì không sử dụng cho các mục đích khác. À xin lỗi các bác, tức là khi mà cắt thực phẩm đông lạnh thì cần phải giải đông đã trước khi cắt. Đấy, rồi thì là tránh xa tầm với của trẻ em.
Đấy. Rồi thì là hạn chế sử dụng các thuốc tẩy mạnh để rửa lưỡi dao. Đấy. Rồi thì là không được để vào những cái túi hoặc là cặp mà không có dụng cụ bảo quản vì rất nguy hiểm. Đấy, trong trường hợp mà nó bị lòi cái lưỡi dao và đầu dao ra ngoài. Đấy, những cái hướng dẫn chi tiết sử dụng rất là chi tiết cũng như là những cái mà nhắc thì nó lại hơi thừa. Đấy, thì ở lại quay lại cái câu chuyện tiếp. Thế nào là thép 33 lớp? Thì đây là đầu tiên một miếng thép nó sẽ như này. Đó, thế xong bắt đầu họ gấp tiếp như này. Xong họ gấp tiếp như thế này. Đó, thế như thế là gấp như thế là tính ra là được 32 lớp. Tức là nếu mà tính ra như thế sẽ gấp làm 5 lần. Đấy, 2 mũ 5. Đấy, thì được 32, đúng không ạ? Thế sau đấy thì tiếp theo họ để một cái miếng, sau khi mà gấp xong ấy, họ sẽ để một cái miếng thép cứng nhất vào giữa. Họ sẽ kẹp vào giữa. Đây, giả sử đây là cái miếng thép cứng nhất nhé. Họ sẽ kẹp vào giữa này. Đó. Và cái miếng thép cứng nhất này nó sẽ là trở thành cái phần mà cắt của lưỡi dao. Còn lại 32 lớp còn lại ấy, thì là nó sẽ làm thành phần nó bảo vệ cái phần dao đó, cái phần lưỡi dao đó, thì cho nên là nó sẽ thành trở thành 33 lớp. Đó, chính vì thế tại sao nó lại có con số lẻ. Đây, mời các bác có thể nhìn cái cận cảnh cái vân của con dao nhé. Đấy. Vân rất là đẹp. Nó trông như kiểu vân gỗ ấy. Thì trên con lưỡi dao này ghi là đây, đều ghi hết Damascus VG10, thép VG10 nhá. Takayuki made in Japan. Thép VG10 là thép gần như tốt nhất trong việc sử dụng để mà làm dao rồi, nên các bạn rất là yên tâm về cái việc đó. Ok. Đấy, thì mình giới thiệu qua về con dao Petty. À, có một cái nữa mà mình muốn giới thiệu, tức là muốn để cho các bác rõ hơn về cái cấu tạo của con dao này, để cho các bác có thể rõ hơn một chút nhé. Đây, mình sẽ thay đổi góc quay một chút. Đây, như con dao này các bác có thể thấy này, cái phần chuôi dao nhé, trông thì tưởng là một cái miếng gỗ liền khối, nhưng thực ra không phải. Đây nó là một cái miếng gọi là gỗ được ghép thành từ nhiều lớp. Lý do tại sao họ lại không dùng gỗ liền khối mà lại phải ghép lớp như thế này, bởi vì ở giữa các lớp này này, ở giữa các lớp này nó sẽ có gọi là keo. Đó, nó có keo. Khi mà keo để mà dán các lớp gỗ vào với nhau ấy, thì là nó sẽ hạn chế được tối đa cái việc gọi là cong vênh cũng như nứt nẻ của một cái miếng gỗ so với gỗ tự nhiên. Thế chính vì vậy cho nên là bên Nhật họ dùng là hầu hết là họ dùng cái loại gỗ mà đã được sấy này, và cũng như là gỗ rán, và thường người ta gọi là gỗ pakka đấy. Thì như thế là nó sẽ bền hơn rất là nhiều, đặc biệt là một số trong cái cuộc sống hiện đại là nhiều người ta dùng máy rửa bát. Đấy, nếu mà cho máy rửa bát thì cái gỗ này là cái gỗ sẽ rất bền với máy rửa bát, nó sẽ không bị nứt hay là cong vênh. Bác nào mà đã vứt cái thớt vào máy rửa bát rồi, các bác sẽ thấy là thớt nó như thế mà vứt vào vẫn bị nứt. Đấy, rất là xấu, nó gây rất xấu cái hình thức của con dao đi. Cho nên là chính vì thế cho nên là nó có cái việc là dao Nhật là người ta rất hay chú trọng đến cái phần chuôi này. Ở đây nó tán hai cái đinh, nó gắn chặt cái phần chuôi dao với cả cái gỗ nên rất là chắc. Riêng con dao này mà các bác mà dùng đúng chỉ để gọi là gọt tỉa đúng mục đích ấy, thì thực sự dùng cả đời cũng gọi là không mòn được hết con dao này. Ok. Đấy, thì mình sẽ xin giới thiệu qua cái dòng dao của hãng Takayuki rất là tốt. Thực ra những cái dòng này các bạn nhé, gần như là làm bán thủ công hết. Bán thủ công tức là sao? Tức là họ dùng một nửa để máy để dập, nhưng mà cái phần mà hoàn thiện ấy, bao giờ cũng phải là nghệ nhân làm. Nghệ nhân thì mới làm được, chứ còn người bình thường thực sự là rất khó làm những con dao như này. Mà kể cả máy móc,
không thể nào hiện đại hóa máy móc hết 100% được. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cái con dao mà cũng khá là đặc thù ở trong cái nấu ăn của Nhật. Nhưng mà thực ra ở Việt Nam mình sau khi sau một thời gian mình bán thì lại thấy rất là nhiều người thích. Đấy, đấy là con gọi là hình dáng là Nakiri. Đấy, Nakiri. Hình dáng nó sẽ hơi vuông ở cái phần đầu này. Hơi dựng vuông ở phần đầu. Đó. À, lại nhìn thấy con dao này mình lại nói lại con dao này một chút nữa. Đấy, bởi vì là con dao này cái phần hoàn thiện của nó nhé, nó là đập vân búa. Đập vân búa. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy. Đó, nó hoàn thiện vân búa. Hoàn thiện vân búa này giúp cho cái việc làm sao khi mà chúng ta gọi là gọt hoặc là chúng ta cắt cái gì đấy, thực phẩm nó sẽ không dính vào cái này. Bởi vì ở cái phần vân búa này nó sẽ có không khí, thế cho nên nó sẽ không dính thực phẩm vào cái lưỡi dao. Con dao này cũng tương tự như thế. Hoàn thiện vân búa. Ở đây. Tương tự như con dao kia thì là nó có khâu dao này, có chuôi dao này. Đó, cán dao thì được cắn liền tới tận phần đáy này luôn. Trên dao cũng ghi chữ Takayuki thép VG10. Thực sự là những con dao nó hoàn thiện nó cũng rất là đẹp. Và cũng là 33 lớp. Đấy, các bác thấy cái vân này không? Đấy, cái vân trên con dao, cái vân này không phải vân vẽ mà là vân thép dập thật. Đó. Đây là chiếc nó gọi là Nakiri. Đây mình giải thích luôn nhé, cái chữ Na này. Tại sao gọi là Nakiri? Na này có nghĩa là cái chữ này chữ Thái. Thái này có nghĩa là rau này. Kiri nghĩa là cắt này. Đấy, đây là chữ thiết. Đấy, Thái thiết, cắt rau. 160mm. 160mm là gì? 160mm là cái phần tính từ cái phần mà gọi là hàm con dao này đến cái phần đầu dao này các bạn nhé. Đó, thì là 160mm. Chứ không phải là cả con dao. Cả con dao thì nếu mà tính cả phần này nữa dài khoảng tầm 30 phân. Bởi vì thường là cán dao nó sẽ rơi vào khoảng tầm 13 phân, 13cm. Đó. Và đây cũng được đập vân búa. Hoàn thiện bề mặt dao đập vân búa. Quá đẹp không? Quá đẹp luôn. Nó là đối với người đầu bếp mà có được những cái chiếc dao đẹp như thế này thì cái niềm vui khi mà nấu ăn sẽ được nhân lên rất là nhiều. Rất đẹp luôn. Ok. Thì đấy, đây là cái con dao mà thái rau. Nhưng mà lại đầu tiên mình cứ tưởng là rất là khó bán, nhưng mà hóa ra là ở Việt Nam mình mọi người rất thích cái này, bởi vì trông nó thuôn cái phần nó vát cái đầu này nên trông nó đỡ nguy hiểm. Đúng không ạ? Đấy, ok. Thì đấy, đấy là cái dòng mà dòng gọi là cán gỗ ép. Đấy, và gọi là 33 lớp. Đây, 33 lớp. Ok, bỏ riêng ra. Tiếp theo nó sẽ có một cái dòng cán gỗ. Gỗ này là theo như mình biết nó là gỗ gọi là gỗ hoa anh đào á. Gỗ hoa anh đào. Đấy, cũng của hãng Takayuki. Đây. Và cái dòng này thì nó lại là dòng mà gỗ liền khối giống như ở Việt Nam. Giống như ở Việt Nam các bác nhé. Đấy. Ok, thì mình sẽ giải thích cho các bác. Giới thiệu các bác cái dòng này. Đây là chiếc gọi là chef, mình có thể gọi là chef cũng được. Đấy. Mà ở bên Nhật thì người ta hay gọi là gyuto. Đây thì mình sẽ giải thích cho các bác này, gyuto đây là cái gì nhá. Đây, cũng 33 lớp. Cũng 33 lớp thép. À, lưỡi dài 190mm này. Đấy. Và đây gọi nó ghi này, kiếm hình ngưu đao. Đấy, ngưu tức là dao bò, đao có nghĩa là cái dao á. Đấy, kiếm hình nghĩa là hình cái kiếm, đúng không ạ? Kiếm này, kiếm là hình cái kiếm, hình đó, kiếm hình ngưu đao. Đấy, có nghĩa là cái con dao gyuto. Gyuto tiếng Nhật, các bác nào mà hay chuyên về dao có thể biết là cái từ
người ta hay gọi dao xếp, của tiếng nước ngoài gọi là dao xếp, còn tiếng Nhật gọi là gyuto. Gyuto thì là cái dòng mà chuyên cắt thịt. Ok, đây thì đây là một con dao gyuto trông cũng rất là đặc trưng của Nhật, bởi vì thực ra các bác nhìn tìm những con dòng này mà dao châu ấy thì chắc chắn sẽ không có. Và đây là chuôi này, là cái phần mà hoàn thiện chuôi này, nó hoàn thiện theo cái dao truyền thống của Nhật, có nghĩa là họ chỉ làm cái phần mà cái chuôi của lưỡi dao này nó chỉ làm đến đây thôi, và họ sẽ gắn vào, đóng vào và dùng keo để gắn rất là chắc. Đấy, và ở đây nó có phần gọi là phần khâu dao. Đấy, các bác thấy phần khâu dao này không? Đấy, khâu dao này sẽ giúp cho cái phần mà gọi là cái giữa cái cán và cái cán dao và cái chuôi dao nó sẽ gắn chặt với nhau, mà cũng như làm cho hình dáng dao rất là đẹp. Đấy, cũng ba lớp thép, rất tuyệt vời. Ở đây ở trên lưỡi dao cũng dập vân búa, cũng ghi là thép VG10 Takayuki made in Japan. Đấy, rất đẹp luôn. Như những chiếc này thật sự là, nếu gọi là chỉ cần một chiếc trong nhà thôi là cũng có thể đa dụng, dùng tất cả mọi thứ, cả cắt rau cả cắt thịt. Đấy, và các bác thấy không, nó gọi là hoàn thiện rất là đẹp, rất chắc luôn. Theo như mình biết nhé, để mà mài hoàn thiện được một con dao như thế này thì hầu hết các nghệ nhân của cái hãng Takayuki này thì là đều là nghệ nhân rất là cao tuổi. Đấy, và người nào ít nhất riêng với việc mà để mài một con dao để mà hoàn thiện ấy, là người ta phải học ít nhất là 6 tháng mới được phép mài đến những con dao thật, tức là học mài. Cái câu chuyện là đúng là ở Nhật thì cái gì người ta cũng nâng lên tầm nghệ thuật. Ví dụ như hồi xưa mình làm bếp ở bên Nhật ấy, tức là câu chuyện là người ta bắt một cái người đầu bếp phải vo gạo trong ít nhất, riêng học vo gạo nha các bác nhá, là 1 năm. Đấy, thì để mà mới gọi là trở thành nghệ nhân của sushi được. Tức là ai muốn học mà nắm sushi, trở thành nghệ nhân sushi ấy, học ít nhất là 7 năm. Đấy, và riêng vo gạo mất 1 năm. Đấy, cộng thêm với cả sau đấy mới bắt đầu được làm cá này, nhặt rau này, xong rồi này kia. Tất nhiên là trong thời gian vo gạo đấy, học vo gạo ấy, thì người ta sẽ làm rất nhiều tạp vụ, ví dụ như bưng bê khuân vác để này kia, rồi nhìn các người thầy học. Thế nhưng mà sau khi mà học vo gạo nấu cơm được 1 năm thì mới bắt đầu được học sang các món khác. Thế mới kinh, thế khủng. Ok, thì đây là một chiếc nhỏ hơn, đây cũng là một chiếc Kyuto nhưng mà nó là 160 mm. Tức là cái chiều dài của lưỡi là 160 mm. Mình đúng là gọi là khen thì bảo là khen đồ Nhật thì là khen làm cái gì, thế nhưng mà thực sự thì cái cảm giác cầm nắm của những con dao Nhật này, cảm giác nó rất là thoải mái nhé. Mình không nói, chưa nói đến độ đầm hay độ chắc hay độ gì, nhưng mà ít nhất là cảm giác cầm rất là thoải mái, rất là tuyệt vời. Và đẹp, quan trọng là đẹp. Đúng là dao của Nhật thì nó cũng khá là gọi là hợp với cả người dùng châu Á, nó vừa đủ tầm. Ok, tiếp theo mình giới thiệu con Santoku này. Đấy, chiếc Santoku thì nó hơi vuốt cái đầu này một chút. Nó gọi là, có thể ở Việt Nam mình hay gọi là dao đa năng á. Dao đa năng cắt được cả thịt cả cá. Đó. Và chiếc Santoku này thì nó có cái độ dài của lưỡi dao là 17 phân, cộng thêm với cả chiều này khoảng tầm 13 phân nữa là 30 đến 31 cm chiều dài cả chiếc. Đấy, các bác thấy không ạ? Cơ bản những chiếc dao như thế này, một nhà Việt Nam theo mình ấy, chỉ cần một chiếc này này, một chiếc Petty này,
và một con dao chặt. Đó, thế là đầy đủ luôn tất cả các công năng mà mọi người có thể muốn mà sử dụng. Đấy, chứ còn thì cơ bản cũng cái những cái món ăn của Việt Nam nó không quá là cầu kỳ. Đấy. Và kể cả Nhật cũng thế thôi. Người ta chia rất là nhiều loại dao, thế nhưng mà hầu hết là có thể nói là dành cho đầu bếp là chính. Chứ còn người bình thường sử dụng thì người ta cũng chỉ dùng đến tầm 2-3 con dao là cùng thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bác hai cái dòng dao mà mình cũng vừa định nói đấy, đây là về dành cho đầu bếp. Thứ nhất là con dao sashimi. Đây. Dao sashimi rất là dài. Con này là dài 240mm. Đây, dao sashimi. Ok. Các bác thấy dài không ạ? Dài như thế này thì thực ra ở nhà mình làm dùng làm cái gì đâu, nếu mà dùng cho gia đình, đúng không ạ? Đấy, không hề cần thiết dùng một cái gia đình cần dùng dao dài này, nhưng mà dao dài này lại cắt sashimi rất là sướng. Đấy, các bác tưởng tượng khi mà có một cái miếng sashimi như này chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế nếu mà chúng ta mà cắt dao ngắn quá ấy, cắt được nửa đường thì nó đã hết dao, chúng ta lại phải cứa lại một lần nữa thì rất là miếng sashimi cắt rất là xấu. Thế cho nên khi mà có con dao cắt như này ấy, thì chúng ta chỉ liếc một đường là cắt được hết cả miếng cá luôn, miếng cá rất là đẹp. Đấy, rất là ngay ngắn, trông nó ngon. Thế chính vậy cho nên là con dao cơ bản, dao sashimi là phải dài. Đây, dao này rất là đẹp. Ok. Đấy, tiếp theo là một chiếc này thì cũng có thể nói là gọi là một chiếc dao gọi là gọt hoa quả. Nói mọi người hay gọi là gọt hoa quả, nhưng mà tiếng Nhật thì nó gọi là petti. Đấy, hoặc là đây, chiếc này là dài bao nhiêu đây? 150. Đấy. 150mm. 150 và đây, đấy. Petti. Và nó có thêm chữ hòa đằng trước, hòa đây nghĩa là kiểu Nhật, phong cách Nhật. Đấy, có nghĩa là con dao này là con dao gọi là petti, phong cách Nhật. Petti thì nó lại thành gọi là tiếng Anh mất rồi, đúng rồi. Petti là hơi tiếng Anh mất rồi, cho nên là nó gọi là hoa petti, có nghĩa là phong cách petti, dao petti kiểu Nhật. Đó. Thì mình giới thiệu qua với các bác về các sản phẩm của dòng Takayuki mà có lẽ là mình thấy khá là phù hợp với cả người Việt cũng như là những ai mà thích nấu nướng, làm bếp, sưu tầm bằng quà tặng vân vân. Mình thì mình cũng cố gắng làm sao mà chọn lựa những cái hãng tốt nhất để làm sao mà phục vụ tới các bác trong thời gian tới. Như các bác biết, thời gian qua thì mình cũng đã có hãng, những cái hãng như kiểu Global này, hãng Tojiro này, hãng Kai này, và bây giờ có thêm hãng Takayuki. Takayuki thì là một hãng rất là cao cấp của Nhật, bởi vì họ làm hầu hết là thủ công và bán thủ công và làm bằng nghệ nhân, tức là người Nhật trực tiếp làm ạ. Chứ còn một số hãng kia như kiểu Kai hoặc là Tojiro thì họ dùng máy móc khá là nhiều rồi. Đấy. Global cũng vậy. Đấy, nhưng mà riêng Takayuki thì là họ làm thủ công khá là đại đa số là thủ công và bán thủ công, thế cho nên là cái tính nghệ nhân nó rất là còn. Và cũng như là những cái dao kiểu, những cái dao kiểu như này chẳng hạn thì các bác cũng chỉ có thể tìm thấy ở những cái hãng mà họ làm thủ công thôi. Còn mà làm những cái gọi là hàng mà gọi là công nghiệp rồi thì họ sẽ ít làm được những cái, ít làm những phong cách chuôi dao kiểu như này. Ok, còn về giá cả thì nó cũng khá là đa dạng, cho nên các bác có thể xem được link ở dưới. Thì cũng rất là hy vọng trong thời gian tới các bác có thể ủng hộ và góp ý thêm với Katana để Katana ngày càng phát triển. Các bác có thể qua cửa hàng tại Royal City hoặc là tại Yomon Hà Đông để tham khảo các loại dao bên mình, và cũng như vào website giaonhatkatana.com.vn để tham khảo các sản phẩm ngoài dao và liên quan đến dao, liên quan đến đồ bếp. Cũng và để mà bên mình có thêm động lực làm các video trong thời gian tới thì rất là mong các bác sub kênh này, đấy, like video và chia sẻ video này tới nhiều người bạn bè hơn nữa, để kênh của mình có thêm
những người follow và nhiều lời góp ý hơn nữa để ngày càng phát triển. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau.